Nếu mà có ngay sắt được mua sắt nhiều quá, khi cũng thải 100 mấy 200 ký, 200 ký cũng có, mà bây giờ kéo bây giờ xe này giờ mấy này không được như ký đâu nè. Dạ chai đó bây giờ là tính phân biệt ra, giờ là nó 3 ngàn, giờ mình đi mua 3 ngàn, mình căng lại giữa chắc cũng được 4 ngàn quá. Là một ký mình lời có 1 ngàn thôi. Dạ, 1 ký là... Từ Mạnh Thường Quân, đó là anh Huy với lại anh Phúc Việt Kiều Đức gửi cho anh 200 đô. Số tiền là 4.6 triệu. Em thay mặt anh Cường cảm ơn anh Phúc với tấm lòng của anh Phúc với anh Huy rất là nhiều. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, mới hỏi thăm cô này, cô nói là anh Cường hôm nay có ở dưới. Anh Cường ảnh mới đi lấy cái liệu về hay sao? Mới đi về đó. Dạ. Đây là cái chiếc xe. Cô bác anh chị, đây là cái chiếc xe mà anh Cường thu mua phế liệu nè. Anh với vợ anh mỗi người một chiếc. Còn đây là những cái phế liệu mà anh đã mua xong, chất đóng ở đây. Rất là nhiều. Lát nữa mình sẽ hỏi thăm về cái cách anh mua phế liệu cho cô bác anh chị nghe. Chào anh. Hôm nay lại gặp con chó bự hơn. Lần nào em vô em cũng gặp nó hết. Dạ anh, em chào anh. Lần nào vô cũng gặp chú chó này trơn. Ô cái quạt này anh chế đó hả? Thì bên đi mua phế liệu rồi người ta bỏ, rồi về mình sửa lại mình xài. Trời ơi, cái quạt này chắc độc nhất nước Việt Nam. Cái quạt này vẫn còn sử dụng được bình thường hả anh hả? Dạ được. Mua phế liệu á, đồ phế liệu về mình sửa lại. Dạ rồi được rồi. Nói chung là mình tận dụng hết hay anh ha. Hôm nay mình đi mua phế liệu về buổi sáng không hay gì anh? Không gài bữa nay không đi anh ơi, tại gắn 2-3 bữa nữa coi tình hình mấy cháu có học được không, học được em đi mua được. Đi học anh mới đi. Hôm trước anh nói là đi học mới đi mà. Dạ. Anh Cường có thể anh có thể chỉ em cho giới thiệu cho em về cái cách mình mua phế liệu được không? Ở đằng ngoài trước em thấy đống đằng trước đó, cái chai ở đằng trước mình lựa nó là sao? Dạ nó phân biệt ra. Đây nó cho cô bác anh chị biết luôn về cái cách anh Cường mua phế liệu của nó như thế nào. Chiếc xe này là của anh hay? Xe của bà dạ. À xe này là của anh. Dạ. Anh với chị chung một chiếc hay sao? Dạ anh chiếc à. Vậy là cái chiếc xe này là của anh? Dạ, của vợ anh. Còn xe này là của bà vợ. Dạ, anh. Dạ. Mẹ vợ. Dạ, lỡ ngủ thì nó cũng gan rồi. Cái mũ này thì cắm bỏ theo chai. Là chai mình bỏ theo chai. Dạ, chai mình bỏ theo chai. Rồi mình mua là mình mua gì? Nhôm, sắt, rồi giấy đồ là mình mua hết luôn anh à? Dạ, mua hết. Một cái chai vậy là mình đếm là bao nhiêu tiền? Không, 1 ký. Tại như thì theo giờ đồ rẻ 1 ký 3 ngàn. Ký 3 ngàn? Dạ. Cái nhựa bên đây là mình mua ký 3 ngàn? 3 ngàn, bên đây cũng 3 ngàn luôn. Ở dưới này cũng 3 ngàn luôn? Dạ. Rồi giấy anh, giấy đó là? Giấy giờ nó rẻ, giấy giờ đi mua còn được có 500 đồng ký à. Trời ơi. Vậy tại nhựa cũng bán được có 1 ngàn. Rồi em hỏi anh nè, là mỗi một ngày đi mua là mình bỏ vốn ra bao nhiêu mình đi mua? Bây giờ khoảng nếu mà đi đồ sụp bây giờ 400-500 đi mua được anh ấy. 400-500 ngàn ha. Dạ. Bây giờ đồ rẻ quá, đi khi 400-500 sợ đi không hết nữa. Hồi lúc trước đồ có giá là khi 800 triệu á. Bây giờ đồ rẻ quá 400-500. Là mỗi một ngày anh với chị đi cái quãng đường xa không anh Cường? Ra khi ở cũng trong nội ô đất 10 hoặc đi cạnh bên Long An cũng có. Vậy hả? Dạ. Anh chiếc xe này rồi anh cuột lên. Dạ cuột lên, như này nè. Này nè mình buộc lên xe Honda, mình quấn lại rồi mình kéo. Rồi lái không quen là có khó lắm không? Dạ nếu không quen thì nó cũng khi cái này cũng ngã xe cũng khó nè. Vậy hả? Chiếc xe hôm trước em gặp anh cái chiếc xe Honda của anh xe này đây phải không? Chiếc này hết răng hả? Dạ. Để ngoài này đây. Dạ. Trùm lại vậy đó hả? Trùm lại nắng quá. Mỗi một ngày anh với chị là kéo bao nhiêu anh Cường? Hai mấy anh em mình ở đây nói chuyện đi cho nó mát mát. Mỗi ngày như thế là anh với chị thường kéo bao nhiêu ký đằng?
nếu mà có ngay sắt được mua sắt nhiều quá thì khi có thể 100 mấy 200 ký, 200 ký cũng có. Mà bây giờ kéo bây giờ xe này giờ mấy này không được như ký đâu nè. Cái chiếc xe này là anh kéo 200 ký hả? Dạ, xe nếu mà kéo sắt thì được 200 ký, mà giấy thì được có khoảng dây, nếu giấy xe này có khoảng 40-50 ký ở đầy xe rồi. Dạ. Rồi 40-50 giấy nó cồng kềnh dữ không anh? Dạ, cồng kềnh đó. Nó cái xe đó em là 40-50 ký giấy là để rồi, nó đầy là đầy ngang cái xe đó. Dạ. Ôi 40-50, 200-300 ký rồi. Chị anh thì nam thì đỡ hơn. Dạ. Còn chị phụ nữ thì sao? Nó cũng kéo được anh. Tại vì hồi lúc đầu chưa có quen thì mình chạy nó không có được. Bây giờ kéo quen rồi. Giờ vợ em kéo cũng được. Bao lâu thì chị mới kéo được? Trước thì nó cũng đi cũng cả cái tuần lễ à. Tại vì mình đi kéo, mình mua từ từ á, mình chạy từ rồi từ từ mới quen tay lại mới dám kéo nhiều. Dạ. Nó có an toàn lắm không? Em thấy chiếc xe này nó xài bằng công dây này, khi mình chạy lên dốc có xui rủi, khi nó đứt dây cũng có nữa anh ơi. Chiếc xe này là mình tự chế hả anh Cường? Dạ, xe này ở bên giữa. Giữa nó đóng sàn, nó đóng vậy đó rồi mình mượn. Rồi mình kéo mua. À, xe chủ dựa cho mình. Dạ. Rồi em hỏi anh bây giờ anh nói là chai nhựa là bao nhiêu tiền một ký? Dạ, chai đó bây giờ là tính phân biệt ra, giờ là nó 3.000, giờ mình đi mua 3.000, mình căng lại nhựa chắc cũng được 4.000 đó. Là một ký mình lời có 1.000 thôi. Dạ, 1 ký lời 1.000. Nhựa không là bình thường là ngày anh được mua khoảng được 20-30 ký không? Thì theo anh cái bao mũ đó anh thấy bao bự, nó đâu có nhiêu ký đâu. Nó chưa được 1 ký nữa là anh để lên xe là anh thấy bứt nữa xe rồi. Anh nói cái bao này là không được một chục ký hả? Không được. Bao này nè. Dạ. Ủa sao nó nhẹ dữ hả? Dạ, cái nhà heo à. Cái này cây ấy, cấm. Này có dạ. 10 ký. Phải, nếu đầy luôn á. Đầy luôn bao là có 10 ký. 10 ký là được 10.000. Dạ, 10.000. Rồi mình nhà có một cái về mình mua xô cái đó rồi về mình lửa ra. Trời ơi. Rồi vậy là bình thường một xe nha, một cái đó là bao nhiêu bao như thế là mình sẽ đầy dung một xe. Cái này là mình dạy đi vô đi mua ở trong đường vườn gì mua từ người xong rồi mình ra mình đổ đại cũng không có kìa, không biết được số lượng bao. Đổ nào đầy bao mình mai ra. Cái công việc của anh là anh đi kéo, anh đi thu mua ở cái nhà dân, nhà của người ta. Rồi sau đó anh gom về. Rồi mình lựa. Mình tự mình lựa ở nhà mình ra. Dạ, tự mình lựa. Rồi sau đó là mình mới đem là dựa, mình dạ, chở là dựa. Dạ, mình lựa xong rồi mình buộc lại, mình bỏ xe, mình kéo qua dựa, mình căng. Trời ơi. Vậy là mình làm hết, tới dựa mình xong cái đó là mình đem đi. Dạ, mình lựa xong hết rồi, mình bỏ xe, rồi mình lấy dây, mình liền lại, mình kéo qua dựa là bỏ xuống, mình căng liền à. Có một xe như thế này, nếu như mà anh chỉ mua nhựa không thì... đâu có bao nhiêu tiền lời, đâu có bao nhiêu tiền anh Cường. Nếu mà tính theo trang máy chai nó không lời được như đâu anh ơi. Thì khi nhờ có một cái như mình có mua như sắt nè, mấy cái này nè. Đó, mình để xe này nhờ cái một chút vậy đó anh ơi. À, dạ. Sắt thì mình lời nhiều hơn tí. Sắt thì tại vì mình lời cũng được 1.000-1.500. Mà dạ. Mình nhờ cái nó gọn hơn cái bao đó. Nó bao đó nhiều, 10 ký anh để bít như thế này hết khúc này. Ở bao đó kỹ 20 ký mình để được khúc này, mình còn để đồ được tiếp. Dạ. Ôi ơi, sắt thì 1.500, còn nhựa thì chỉ có 1.000. Cái công việc của anh là một ngày anh đi kéo từ mấy giờ đến mấy giờ? Em là bây giờ nằm bên cái ngày này đâu có hứa được. Khi phải thì mình chạy dọc đường thì mua khi 1-2 nhà là đại vậy. Thì khi mà không đi thì có thể đi 4-5 cây số, 10 cây số, chưa có người bán 10.000 nữa. Thì đi nói chung nào đầy xe là mình chạy về đó, đâu có hứa mà không mà biết bao nhiêu là cây số. Ngày mà anh lời nhiều nhất là ngày mà anh thu mua nhiều nhất là lời khoảng bao nhiêu tiền? Không, nếu bây giờ hiện bây giờ nếu mà ai mà làm chung cái nghề với tiền của em á thì người ta biết tiền là tại bây giờ đồ nó rẻ quá. Có thể bây giờ mà hôn mà nếu mà mua nhờ mối á. Nhờ mối mình lại mua á thì có lời từ giá chút 300 trở lại à. Tại vì đồ bây giờ bên dựa bển giờ nó ví dụ bệnh hoạn bển giờ không ai nó chưa xuống lấy nữa, giờ nó dựa lại rồi. Nó càng ngày sụt nữa, bây giờ mình đi mua không ai bán, rẻ quá tao không bán. Đúng rồi, chủ nhà người ta đâu chịu bán rẻ. Quá trời luôn. Anh cho em coi cái con ngựa sắt của anh như cái chiếc xe. Cái xe em nãy em thấy nó cũng cũ lắm anh Cường hả? Xe kéo.
Nhà anh có tổng cộng bao nhiêu chiếc xe? Có 2 chiếc. Đó là cái xe này là để trên đây, đó là nguyên yên, để lên kéo càng ngày nó lủng. Bây giờ mình làm yên mới nữa, vì anh để lên anh kéo nó cũng lủng nữa. Giờ phải để cái gì? Cái yên để gì luôn? Dạ. Rồi anh là đưa con anh đi học? Dạ, đưa bằng... Bên xe này đây. Dạ, bữa hổm để xe kia, vợ em đi kéo rồi. Em ở nhà, em bữa hổm có lấy chiếc xe đi rước nhỏ nè, rước buổi chiều. Em thấy chiếc xe này nó cũ kỹ quá rồi, nó có thường nằm đường đồ không anh? Nói chung là cũng có, nhưng mà nhiều khi đang chạy dọc đường, trong đường vườn, lỡ như cái bugi á, nó bị khô nhớt ha, chết máy, bugi nó đang thui rồi, mình đâu có đạp chạy được, cũng phải dẫn tới chỗ sửa thì người ta làm lại mình mới có chạy về. Dạ. Nè, coi lại xe nè. Là mỗi ngày là nếu như mà anh đi mua thì ngày lời nhiều nhất hiện bây giờ là lời nhiều nhất là 100.000. Nếu mà em nói là 100.000 nhiều cũng còn có người sợ ta em nó dốc, mà những người nào nằm trong nghề phế liệu mà biết. Ở ngoài thì em nói đầy 100.000 có thể người ta nói em mà nói xạo nó dốc rồi nọ. Mà mấy người làm trong nghề phế liệu mà mấy phế liệu mà biết anh. Tại nghề phế liệu này anh tính dần ký đồng ký dần lại thứ 1.000, 1.500. Mà dòng giấy lại có 500 à. Đó, em tính ngày trời mình mọi người tính. Giờ cấp này đồ sụp mà hâu lề 100.000 cũng quý. Tại cái đang cái giai đoạn này nó khó khăn ha anh ha. Dạ. Bây giờ bên dựa bển ra giờ chủ dựa giờ nó không có bán ra được, nó giờ đồ sụp rồi nó để lại luôn rồi. Nào đồ có giá nó bán, rồi em đồ giờ đi ra đường mua, mà nếu đồ có giá thì mình mua có đồ mà đồ rẻ mà người ta bỏ đại à. Đó, không cần thiết. Thôi vô anh vô đi. Nãy tại em tìm hiểu đây là cái nơi anh mình thờ cúng. Ấn tượng nhất là cây quạt. À, anh Cường ơi, như thế này nào. Anh đi rắn đây hôm nay anh thì ghé nhà anh đó, hỏi về cái cách anh thu mua phế liệu rồi lời bao nhiêu đó anh. Nhân tiện này thì em muốn gửi cho anh một số tiền từ Mạnh Thường Quân. Đó là anh Huy với lại anh Phúc Việt Kiều Đức gửi cho anh 200 đô. Số tiền là 4.6 triệu. Mỗi 100 đô là được 2.3 triệu. Thì gửi cho em cũng đã một tuần nay rồi. Nhưng mà lý do là em về quê rồi cái không có xuống tới lui nên hôm nay em mới gửi cho anh. Anh đếm lại giùm em. Dạ. Em thay mặt anh Cường cảm ơn anh Phúc với tấm lòng của anh Phúc với anh Huy rất là nhiều. Cũng chúc anh Cường sức khỏe luôn. Anh có muốn nói là gì với lại anh Phúc với anh Huy? Dạ, với em nói anh Phúc anh Huy cho em gửi lời cảm ơn số tiền để em dành dụm em kiếm chiếc xe nào đỡ hơn chút anh đi kéo. Bây giờ mấy xe này kéo làm đường khi cũng dẫn khi đi trong đường nó chết máy rồi cũng đẩy mệt lắm anh ơi. Dạ. Em gửi lời cảm ơn số tiền em cũng dành em kiếm xe này cũng được em đi kéo phế liệu. Dạ. Nó cũng có xe đi rước mấy đứa nhỏ nữa. Dạ. Thôi cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn anh lần nữa, cảm ơn anh Phúc với anh Huy. Anh có thể đọc lại số điện thoại cho cô bác anh chị nghe để biết liên hệ giúp đỡ mình đến Cường. Cô em 039 2859 452. Dạ, 039 2859 dạ 452. Rồi, em chúc anh sức khỏe ha.